Sự trở lại của nhà vua là điều mà người ta đang hy vọng ở Nokia N1. Tuy được ra mắt đã lâu nhưng gần đây mới có mặt tại Việt Nam, bản thân mình cũng rất trông chờ N1 sẽ đem lại một điều gì đó mới hơn cho Nokia. Và đây là video tổng hợp những điểm nổi bật trên chiếc máy tính bảng đặc biệt này. Đầu tiên có lẽ là thiết kế vỏ nhôm đã không xa lạ mấy trên những chiếc điện thoại, nhưng đó là thiết kế không mấy phổ biến trên những chiếc máy tính bảng. Mát lạnh và sắc sảo, đó là những cảm nhận về chiếc máy tính bảng này. Được thiết kế phẳng phiu, ít chi tiết và không bị chia cắt, rất thanh lịch và sang trọng. Chất liệu nhôm làm nên vỏ máy được làm hơi nhám một chút cho cảm giác cầm rất bám tay và khiến cho lớp vỏ máy nhìn lì đi rất là đẹp. Cùng với các cạnh và các viền được bo tròn cũng khiến cho máy có một sự hài hòa và cân đối. Nói chung về thiết kế thì đây là một chiếc máy tính bảng sử dụng vỏ nhôm rất đẹp và độc đáo. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cổng USB Type-C. Đây cũng là một điểm sáng trên N1. Cổng kết nối USB Type-C là thiết kế của tương lai. Cũng giống như là cổng Lightning trên các thiết bị của Apple thì cổng USB Type-C cũng cho chúng ta khả năng cắm rắc vào bằng cả hai chiều, tức là sấp hay ngửa đều có thể cắm được, rất là tiện lợi. Và ngoài thế mạnh về mức độ dễ sử dụng thì công nghệ USB Type-C cũng cho truyền tải dữ liệu bằng cách khác, khiến cho tốc độ truyền dữ liệu tăng lên rất là cao. Chắc chắn công nghệ USB loại này sẽ được ứng dụng cho các thiết bị Android trong thời gian gần, và Nokia N1 là một trong những thiết bị tiên phong của công nghệ này. Cấu hình cũng là một điểm tốt trên N1 với chip xử lý Intel Z3580, lõi kép xung nhịp 2.3 GHz. Con chip này có hiệu năng khá là đáng kể, có thể tương đương với những chip xịn của Qualcomm là Snapdragon 801 hay thậm chí là 810. Nếu có dịp thì mình sẽ tiến hành so sánh Nokia N1 với các máy tính bảng khác cùng tầm giá để chúng ta có cái nhìn bao quát hơn về hiệu năng của sản phẩm này. Ngoài ra về mặt phần cứng thì Nokia N1 cũng cho khả năng giải trí tốt với hai loa, và hai loa này thì đặt ở cạnh chứ không phải là mặt lưng nên tiếng của nó phát ra rất là rõ ràng và thoát âm. Màn hình IPS có độ phân giải tương đương với Retina trên iPad cũng là một điểm mạnh. Chất lượng hiển thị thì rất là sắc nét, màu sắc trong trẻo và trung thực. Cuối cùng đó là giao diện Z Launcher trên nền tảng hệ điều hành Android 5.0 Lollipop với những tùy chỉnh thú vị đem lại cho chúng ta rất nhiều sự tiện lợi. Ví dụ chúng ta có thể vẽ chữ trên màn hình để đi tắt tới các ứng dụng mong muốn. Như vậy thì sử dụng máy sẽ bớt cồng kềnh vì không cần phải bấm trên bàn phím mà có thể tìm kiếm bằng cách viết tên, rất là thú vị. Và đó là những điểm nổi bật trên Nokia N1, một thiết bị được cho là đánh dấu sự trở lại của Nokia, một chiếc máy tính bảng đẹp, sang trọng và cho hiệu năng tốt cũng như là mức giá thì tầm trung thôi. Có lẽ sự suy thoái của Nokia để lại rất nhiều niềm tiếc nuối trong lòng những người yêu công nghệ. Khoảng gần 10 năm về trước, chúng ta lúc đó có lẽ vẫn còn là những thiếu niên và mơ ước chỉ đơn giản là có được trong tay những chiếc điện thoại N-series hoặc là E-series với vỏ kim loại chạy hệ điều hành Symbian của Nokia. Những chiếc điện thoại mà chỉ có những người đẳng cấp, có thu nhập cao thì mới được sở hữu. Có lẽ chúng ta vẫn luôn thầm hy vọng Nokia sẽ trở lại. Không cần thiết phải là trở lại vị trí số 1 mà chỉ cần nó trở lại và khiến chúng ta hài lòng với những thiết kế cũng như là những tính năng đặc trưng là được, để chúng ta không phải thấy giấc mơ tuổi thơ của chúng ta sụp đổ hoàn toàn. Hãy cùng hy vọng vào Nokia cũng như là máy tính bảng N1. Các bạn vừa theo dõi video trên Net Channel. Còn bây giờ, Chai En xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.